Xin chào tất cả các bạn. Ngày hôm nay xin mời các bạn hãy đồng hành cùng Roxy Việt Nam đến trải nghiệm buổi lắp đặt sản phẩm cho các nhà hàng, khách sạn, trường học và các nhà bếp lớn. Các thiết bị bếp công nghiệp có mẫu mã đa dạng, thiết kế sang trọng, có độ bền cao cùng vẻ sáng bóng. Bền đẹp thách thức thời gian giúp cho công việc sơ chế của chúng ta sẽ trở nên tiện lợi và dễ dàng hơn rất nhiều. Nào bây giờ các bạn hãy đồng hành cùng chúng tôi nhé. Đấy nha, on lọt này, đúng không? Lên này. Đấy, tiên diện, cái này tiên diện đường lên đồng phương này. Tiên diện cả mặt. Đấy. Vẫn lực đi. Nên xấu nhưng mà cái lực lên tôi nhìn là nó bắt nó lăn tăng này. Hiểu ý đó. Thế cái này tiên diện nhiều này. Để ở lực cá cũng được. Cái này dùng rồi thì là mình đã dùng rồi là cái chỉnh này là nó lên rồi là biết rồi nhá. Đây trừ này. Anh nhìn thấy nó lăn tăn nó lên ngay. Anh nhìn thấy chưa? Một tuần bảo hành 1 năm. Thấy sôi chưa? Anh nhìn thấy sôi chưa? Đấy. Nhá. Để kết thúc video ngày hôm nay, sau đây chúng tôi sẽ gửi đến quý khách hàng những hình ảnh về các showroom trưng bày sản phẩm của Roxy Việt Nam tại hai miền Nam và Bắc. Khi có nhu cầu về sản phẩm, quý khách hàng vui lòng liên hệ với các showroom gần nhất của chúng tôi để có thể dễ dàng mua được những sản phẩm phục vụ cho nhu cầu sản xuất, kinh doanh của mình.
Với mục tiêu giải phóng nhân sự, tiết kiệm chi phí, nâng cao hiệu quả và kiến tạo sự thành công, Rossi Việt Nam khẳng định sẽ mang đến cho quý khách hàng những sản phẩm đúng mục đích, đúng yêu cầu và đúng giá trị dành cho quý khách hàng. Dưới đây là những địa chỉ cũng như thông tin liên lạc của các miền. Showroom miền Bắc, địa chỉ 283 Lê Duẩn, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Số điện thoại 0912 863 364. Showroom miền Nam, địa chỉ 751 Nguyễn Kiệm, phường 3, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Số điện thoại 0868 998 663. Vừa xem clip lắp đặt sản phẩm của Rossi Việt Nam để đem lại thông tin cho quý khách hàng rõ hơn về sản phẩm. Ngay sau đây, chúng tôi sẽ giới thiệu cho quý khách chi tiết của các sản phẩm được đề cập trong clip. Có model là BTDV 1CK500ET. Với dòng sản phẩm này thì được thiết kế hoàn toàn bằng inox 201 và mặt chảo là mặt chảo kính từ và dòng mặt hiển thị cảm ứng. Bếp từ này thì có công suất là 5kW và tổng kích thước bao quát của nó là 380 x 420 và nhân chặn 200mm, điện áp là dùng điện 220V trên 50Hz. Mặt bếp là 300 x 300mm với mặt kính cường lực cao cấp, thì bếp này là bếp xào. Ở hai bên của thành bếp thì được dập chữa đức nhiệt. Đâu. Ở mặt dưới của bếp thì có hệ thống tản gió và đằng sau của bếp cũng có hệ thống tản gió. Bốn chân cao su. Bếp có trọng lượng rất là nhỏ nhẹ và cái này thì có thể đặt âm được trong những cái khoang bếp như khách đã có sẵn để mặt âm ở trong rồi thì mình có thể đặt cái này đi và không bị vướng như kiểu mấy cái dòng sản phẩm có chiết áp núm vặn hay là những cái dòng có nút ấn bình thường thì mấy cái dòng thì nó sẽ rất là vướng. Và đây là dòng bếp từ với mẫu thiết kế mẫu mã là mới nhất hiện nay. Cái này thì chạy bếp dùng 5kg thì nên sử dụng bằng áp đun mát từ 30A trở lên. Còn đây thì chỉ để cắm thử thôi. Màn hình hiển thị của bếp. Công suất tối đa của nó là 5kg. Mình ấn có thể ấn dấu cộng, dấu trừ để tăng giảm, hoặc có thể ấn từ 1 đến 3. Nhỏ nhất của nó là 700 và lớn nhất của nó là 5000. Mình có thể ấn từ 1 đến 9. Bếp với công suất lớn thì cái quá trình mình đun thì nó sẽ rất là nhanh.
Đây là lớp thứ hai đúng không? Lớp kia nó nhìn quá thì mình sẽ gãy chắc gieo rồi. Cái dòng sản phẩm này thì mình nên dùng app là an toàn nhất. Chưa được 1 phút thì nước đã sôi rồi. Cái này thì quý khách nên lưu ý là một khi đã dùng bếp xong ấy, thì mình đợi cho mình tắt bếp và đợi cho cái quả cảm nhiệt của nó tắt hẳn thì mình mới lên tắt áp. Nó sẽ bảo vệ được mạch. Cái này thì mình lên để giữ khoảng cách giữa tường và các bếp với nhau khoảng tầm 20 phân. Nếu mà ba bốn bếp một lúc thì mình để khoảng cách tầm khoảng 20 đến 30 phân ấy, thì cái hệ thống cảm nhiệt của nó sẽ làm cho cái mạch của mình nó chạy ổn định hơn. Nếu quý khách có nhu cầu về sản phẩm thì hãy liên hệ với chúng tôi qua số hotline Rossi miền Bắc là 0912863364 hoặc Rossi miền Trung là 0928207007 và Rossi miền Nam là 0086899866 hoặc truy cập website www.rossi.com.vn để được tư vấn và sở hữu sản phẩm với mức giá ưu đãi tốt nhất. Cảm ơn quý khách đã theo dõi video và sử dụng sản phẩm của Rossi Việt Nam. Xin chào quý khách, hôm nay Rossi Việt Nam xin giới thiệu cho quý khách dòng sản phẩm là bếp từ với model BTDV1H500ET. Bếp từ này có kiểu dáng và thiết kế. Bếp từ với thiết kế hoàn toàn bằng inox. Và mặt của bếp từ là kính cường lực. Bếp từ có công suất là 5kW và với kích thước tổng thể của bếp là 380 x 480 x 200 mini, điện áp sử dụng là 220/50Hz, mặt bếp là 300 x 300 mini, mặt kính cao cấp cường lực thì có thể chống được va đập và có thể chịu nặng được khoảng tầm từ 25 đến 30 cân. Xung quanh bếp thì có dập chữ Đức Việt và dưới phần đáy của bếp thì có hai cái quạt tản gió tản nhiệt và đằng sau bếp cũng có mặt tản nhiệt của mạch với bốn chân cao su giúp chúng ta giữ được bếp không bị trôi chảy.
Bếp này thì có mặt hiển thị và bằng kính cường lực cảm ứng. Bếp này thì chúng ta dùng cái với cái công suất là 5kg mà thường xuyên ấy thì nên sử dụng cái loại Atomat từ 30A trở lên thì đóng ngắt thì nó sẽ bảo vệ được bếp và bảo vệ được nguồn điện của gia đình mình. Bếp này thì nếu mà có nếu mà nhà hàng hay khách sạn hay là gia đình khách nào có điện 3.8 điện 3 pha thì mình vẫn có thể sử dụng được với thiết bị bếp này. Công suất rất lớn. Đây là hai nút tăng chỉnh. Tối đa của nó là mức 5.000 và nhỏ nhất của nó là 700. Và đây là số thứ tự tương ứng từ 1 đến 9 tương ứng với cả kilowatt của mình sử dụng. Bếp này thì nếu mà bếp sử dụng với nhiệt lượng 5kW 1 giờ thì nó sẽ mất tiêu hao khoảng tầm từ 4 số rưỡi đến 5 số trên 1 giờ tùy vào cái mức lượng của khách sử dụng nhiệt độ là bao nhiêu, công suất là bao nhiêu. Với dòng sản phẩm này thì chúng ta một khi mà đã dùng xong ấy thì tắt bếp đi thì để cho cái quạt gió của nó ngừng chạy thì chúng ta mới bắt đầu tắt áp. Chưa được 1 phút mà nước đã sôi rồi. Bếp này thì chúng ta có thể sử dụng như kiểu chúng ta đặt âm được trong những cái bàn bếp. Âm được trong những cái bàn bếp mà có thành mà bị vướng, không bị vướng như một số cái bếp là có núm chết áp ở bề mặt và những cái nút ấn ở bề mặt thì nó sẽ rất là vướng và khó. Cái này thì là nó như kiểu sử dụng bếp từ ấy, thì là đạt nhiệt độ của nó sẽ tự tắt. Bây giờ đấy là từ 1.000, từ 700 lên đến 1.400, 1.800 ấy, thì bếp nó sẽ kiểu sôi rào lên và nó sẽ tự động ngắt. Đến 2.000 trở đi, 3.000 trở đi thì bếp lúc nào cũng sôi đều. Đây là bếp với cái chức độ chế độ hầm cho nên là nó sẽ có những cái chế độ mà đang đun mà tự ngắt. Bếp này thì nó tương thích với các dòng nồi như là bằng inox, nồi inox to nhỏ, nhưng mà đặc biệt là không tương thích với các cái dòng như kiểu nồi nhôm hay là nồi bằng sắt, sử dụng hoàn toàn bằng nồi inox. Chúng ta tắt bếp và để cho quạt nó ngừng chạy thì chúng ta mới tắt áp thì bếp nó sẽ được bảo vệ từ bảo vệ mạch. Quý khách có nhu cầu đến sản phẩm ấy, thì hãy liên hệ với chúng tôi qua số hotline Roxy Việt Bắc 0912-863-364 Roxy miền Trung và 0928-207-007 và Roxy miền Nam là 0868-998-663 hoặc truy cập website www.roxy.vn.
để được tư vấn và sở hữu những sản phẩm với mức giá ưu đãi tốt nhất. Cảm ơn quý khách đã theo dõi video và sử dụng sản phẩm của Roxy Việt Nam. Xin chào tất cả các khách hàng và các bạn quan tâm đến chuyên trang của Roxy Việt Nam. Hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu với các bạn về những người bạn hàng, đối tác lâu năm của chúng tôi. Họ là những hãng sản xuất thiết bị bếp công nghiệp nổi tiếng hàng đầu của Việt Nam cũng như trên thị trường bếp công nghiệp quốc tế. Ở chuyên đề này, Roxy Việt Nam xin được trân trọng gửi đến quý khách hàng thông tin về hãng sản xuất máy chế biến thực phẩm chuyên nghiệp Đức Việt. Đây là một trong những thương hiệu danh tiếng đến từ Việt Nam. Đức Việt hiện đang là đơn vị sản xuất và cung cấp các sản phẩm inox ngay từ những năm 1995 đến nay. Đức Việt với gần 20 năm hoạt động được sự tín nhiệm và tin yêu của khách hàng trong cả nước. Đức Việt đã không ngừng phát triển để cho ra đời những sản phẩm thiết thực, phục vụ lợi ích cộng đồng. Với hàng trăm sản phẩm đột phá về chất lượng, kiểu dáng và tính năng thuộc nhiều lĩnh vực như là thiết bị dân dụng, thiết bị công nghiệp, chất tẩy rửa, Đức Việt đã vươn lên trở thành nhà cung cấp số 1 Việt Nam với các sản phẩm nổi bật như là tủ nấu cơm, tủ đông, tủ mát, máy sấy bát, tủ bếp và rất nhiều sản phẩm khác đang được người tiêu dùng đón nhận. Với lượng sản phẩm tung ra thị trường tính đến nay đã gần 1.500 sản phẩm, các sản phẩm của Đức Việt đã có mặt tại hàng trăm nhà máy, bệnh viện, khách sạn, trường học, các cơ quan đoàn thể và hàng nghìn hộ gia đình, hộ kinh doanh đã và đang sử dụng các sản phẩm của Đức Việt. Đức Việt tự hào góp phần vào sự phát triển chung của nền công nghiệp sản xuất Việt Nam. Sự thành công của Đức Việt ngày hôm nay có một sự đóng góp rất to lớn từ phía khách hàng. Chính vì vậy, hãng Đức Việt với những người trẻ tuổi năng động, không ngừng phấn đấu, luôn sẵn sàng đáp ứng trọn vẹn những nhu cầu ngày càng cao của quý khách về chất lượng sản phẩm, khiến cho sản phẩm của Đức Việt ngày càng được cải thiện và tốt hơn. Đức Việt liên tục đổi mới và thay đổi các công nghệ tiên tiến nhất để đem lại cho quý khách những sản phẩm tuyệt vời. Thiết bị bếp công nghiệp mang thương hiệu Đức Việt của người Việt có thể mang tới cho quý khách hàng những tiêu chí sau đây. Các sản phẩm của Đức Việt sử dụng công nghệ hiện đại trong nước cũng như nước ngoài. Đức Việt luôn chủ động về sản xuất cũng như các linh kiện lắp ráp và bảo trì bảo dưỡng. Mẫu mã đa dạng, phù hợp với nhiều loại căn bếp trong môi trường nhà bếp công nghiệp tại Việt Nam. Sản phẩm mang thương hiệu Đức Việt có thể lắp đặt dễ dàng, tiết kiệm nhiên liệu, phù hợp với mọi người sử dụng. Sản phẩm của Đức Việt luôn rẻ hơn các sản phẩm đến từ châu Âu mà không hề làm giảm đi chất lượng của sản phẩm. Việc bình ổn giá được Đức Việt quan tâm hết mức sao cho sản phẩm tới tay người tiêu dùng với mức giá thấp nhất. Với đội ngũ bán hàng, kỹ thuật am hiểu về từng loại sản phẩm, Đức Việt có thể tư vấn cho khách hàng sản phẩm phù hợp nhất với nhu cầu của quý khách hàng. Tất cả các sản phẩm của Đức Việt đều đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 9001-2008. Với những ưu điểm sẵn có, Đức Việt tự tin có thể đáp ứng mọi yêu cầu chất lượng khắt khe nhất của mọi khách hàng. Mọi sản phẩm của Đức Việt sẽ làm hài lòng tất cả các quý vị khách hàng cho dù là khó tính nhất. Dưới đây là một số hình ảnh hệ thống trưng bày tại Hà Nội và Sài Gòn của showroom Đức Việt. Các bạn có thể thấy rằng là các dòng sản phẩm của Đức Việt cung cấp rất là đa dạng và phong phú, dùng trong bếp công nghiệp như là từ tủ nấu cơm, tủ đông, tủ mát, tủ sấy bát, máy rửa bát hay là máy làm kem v.v. Và với một dải sản phẩm rất là rộng như thế này thì tôi tin chắc rằng là cho dù bạn đang là những người kinh doanh hay bạn đang là những người set up các nhà hàng, khách sạn, các bếp ăn khu công nghiệp hay các bạn chỉ đơn giản là những người kinh doanh những quán cơm bình dân, mua nhỏ lẻ các thiết bị bếp công nghiệp thì tôi tin rằng với dải sản phẩm của Đức Việt đa dạng và phong phú như thế này chắc chắn sẽ làm hài lòng tất cả các bạn. Các bạn sẽ chọn ra cho mình một sản phẩm phù hợp nhất cả về chức năng cũng như là về phần giá cả. Quay trở lại với Roxy Việt Nam thì Roxy Việt Nam chúng tôi hiện đang là đơn vị bán buôn các sản phẩm bếp công nghiệp
của nhiều nhà sản xuất danh tiếng như là Đức Việt, Coresta, Changhe. Chính vì vậy, khi mua các sản phẩm công nghiệp của Rossi Việt Nam, quý khách sẽ có cơ hội lựa chọn đa dạng và mua được sản phẩm tốt với giá ưu đãi, kèm cơ hội sở hữu sản phẩm được hỗ trợ tài chính từ những tổ chức tài chính hàng đầu với lãi suất ưu đãi tuyệt vời, và là thành viên tham dự miễn phí những sự kiện hướng nghiệp, dạy nghề, có cơ hội tiếp xúc và làm quen với nhiều loại máy chế biến độc đáo và thú vị. Rossi Việt Nam kết nối sáng tạo. Chúng tôi luôn có mối quan hệ hợp tác thân thiết với 150 công ty và tập đoàn chuyên sản xuất máy chế biến thực phẩm đến từ nhiều quốc gia trên thế giới. Phương châm làm việc của chúng tôi đó là luôn tìm tòi những tinh túy của ngành máy chế biến thực phẩm, đem lại những giá trị dành cho công việc của quý vị, đó là giải phóng nhân sự, tiết kiệm chi phí, nâng cao hiệu quả, khơi nguồn đam mê và kiến tạo sự thành công. Các quý khách hàng nếu muốn có nhu cầu tìm hiểu về các sản phẩm thiết bị bếp công nghiệp của hãng Đức Việt có thể truy cập trực tiếp vào website của hãng theo địa chỉ đứcvietpro.vn hoặc truy cập vào website của chúng tôi rossi.vn để có được mức giá và chế độ hậu mãi tốt nhất. Cảm ơn các quý khách hàng đã quan tâm tới sản phẩm, dịch vụ và đối tác của Rossi Việt Nam. Để theo dõi và biết thêm thông tin chi tiết của chúng tôi, xin vui lòng liên hệ theo các kênh dưới đây: website rossi.vn, Facebook www.facebook.com/rossivietnam, hoặc các bạn cũng có thể click trực tiếp vào channel trên YouTube của chúng tôi. Để cập nhật những chương trình khuyến mại và giá tốt nhất về sản phẩm cũng như dịch vụ, quý khách hàng vui lòng liên hệ theo các số điện thoại dưới đây. Chúng tôi có hỗ trợ Viber, Zalo, Showroom miền Bắc 0912-863-364, Showroom miền Nam 0868-998-663, Tổng kho bán buôn 024-8586-7812, Hợp tác kinh doanh 0989-999-884, Email info@rossi.vn. Thông tin công ty: Công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và thương mại quốc tế Rossi Việt Nam, địa chỉ số 283 đường Lê Duẩn, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội. Cảm ơn các bạn đã cùng với chúng tôi tìm hiểu về hãng sản xuất thiết bị bếp công nghiệp Đức Việt. Các bạn hãy like clip và subscribe channel của Rossi Việt Nam nếu thấy hay nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong chủ đề sắp tới.